xưa khi thiên sứ loan tin Ave Maria, hãy vui mừng Thiên Chúa thương ở cùng. Vinh phúc cho bà tràn đầy ơn đức Thiên Chúa thương đến. Đấng bà sẽ sinh ra là con Chúa chi tôn quyền năng. Ave Ave Maria, hãy vui mừng hỡi nữ trinh. Ave Ave Maria, hỡi nữ trinh đẹp xinh. Ave Ave Maria, hãy vui mừng hỡi nữ trinh. Ave Ave Maria, hỡi nữ trinh đẹp xinh. Xin hát khen mẹ là kỳ công của Thiên Chúa uy phong. Không ai trên đời này vết nguyền tội không nhiễm lây lạ lùng. Xin kết dâng mẹ một tràn hoa Ave Maria. Hỡi mẹ Chúa cao sang nguyện thương giúp chúng con lầm than. Thiên cung kia Chúa thương công cho hiên vinh xa khổ. Xin hát khen mẹ ngàn lời ca cùng muôn muôn chư thánh. Kính mừng nữ chính vương đầy ơn phúc đến muôn đời luôn. Ave Ave Maria, hãy vui mừng hỡi nữ chính. Ave Ave Maria, hỡi nữ trinh đẹp xinh. Ave Ave Maria, hãy vui mừng hỡi nữ trinh. Ave Ave Maria, hỡi nữ trinh đẹp xinh. Ave Ave Maria, hãy vui mừng hỡi nữ trinh. Ave Ave Maria, hỡi nữ trinh đẹp xinh. Ave Ave Maria, hãy vui mừng hỡi nữ trinh. Ave Ave Maria, hỡi nữ trinh đẹp xinh. Thank you.
trầm nhiều nỗi gian nguy, lối xa gần nào khó lo chi, giữa gian trần mẹ dẫn con đi. Ave Maria, nơi hồn người là bông hồng, xin mẹ hằng nhìn trông để màu hoa mai được tươi thắm trong nắng huy hoàng. Cho hoa thơm tỏa rạt rào, cho hoa thơm luôn ngọt ngào, hồn con như hoa thắm ngát hương ngọt ngào. Ave Maria. Thank you.
Kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ, quý chức bản giáo tân cựu, quý cụ ông bà anh chị em. Hôm nay ngày 7 tháng 10 đối với giáo xứ chúng ta là ngày quan trọng đặc biệt, vì là bổn mạng của giáo xứ mừng lễ trọng mẹ mân côi. Lễ mẹ mân côi là bổn mạng của giáo xứ, là bổn mạng của giáo họ Hào Xá, của đội trưởng nữ, của giáo xóm Mân Côi, của một dì trong cộng đoàn Mến Thất Giá Kè Sập, của nhiều quý bà quý chị hiệp dân thanh lễ trọng mừng bổn mạng hôm nay. Chúng ta vỗ tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Trong thanh lễ hôm nay, cộng đoàn giáo xứ chúng ta, những người con xa gần cũng quy tụ về đây, đặc biệt giáo họ Hào Xá, trong đó có quý cha, quý thầy phó tế Mạnh Hương. Cộng đoàn chúng ta vỗ tràng pháo tay để chào đón. Hiệp dân thánh lễ hôm nay, chúng ta trung tâm tình tạ ơn Chúa, cầu bình an và xin ơn như ý. Cầu cho quý cha cố, quý tu sĩ, quý chức bản giáo, quý ân nhân, mọi người trong giáo xứ, giáo họ chúng ta đã qua đời. Cầu cho hai linh hồn Anna, cho Du Xe Nam nhân ngày giỗ. Các em môn xin cầu cho cụ Anna Trương Nhượng. Nhóm 12 cầu cho quý thân nhân, ân nhân trong giáo xứ, cầu cho các bệnh nhân, cầu bình an. Cầu cho cố Đam Minh Lạc, cho Du Xe Bút, cho Maria Liễu, cho Anna Nhiệm, cho Anna Duyên, Du Xe Thân, Anna Năm Ti, cho cụ bà Anna Bốn Phán, cho Maria Nhật, cho cụ Anna Trương Nhượng, cho Du Xe Hùng. Gia đình trưởng nữ cầu cho quý hội viên còn sống cũng như đã qua đời. Cầu cho Du Xe Vượng, Anna Khiên, Anna Sĩ, Teresa Thảo, cho ông bà tổ tiên, cha mẹ và các linh hồn. Để tâm tình cầu xin và những ý nguyện chúng ta cùng hiệp dâng lên được Chúa thương chấp nhận, chúng ta thành tâm thống hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Bình an dưới thế cho người hiền.
lời chúng con cầu khẩn. Bề lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời Thiên Sứ truyền tin cho chúng con biết thật Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đồ ơn thánh đầy lòng chúng con để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá và nhờ lời thánh mẫu Maria truyền cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiến vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chức sắc tông đồ công vụ. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các tông đồ xuống khỏi núi gọi là núi cây dầu mà trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem bằng quãng đường được đi trong ngày Sa-bát. Và khi đã trở vào thành, các ông lên lầu gác, nơi Phêrô và Gioan, Giacôbê và Andrê, Philip-phê và Tô-ma, Bartolomeo và Mát-thêu, Giacôbê con ông An-phê và Simon nhiệt thành, và Giu-đa con ông Giacôbê chú ngụ. Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ và bà Maria mẹ Chúa Giêsu với các anh em người. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa.
thư Thánh Phaolô đông tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ lề luật, để cứu chuộc những người ở chế độ lề luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai thần trí của con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng Abba, nghĩa là lạy cha. Thế nên bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con. Mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Người thưa và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Và này, Isabe chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa. Trước tiên con xin cảm ơn cha xứ đã nhường cho con để chia sẻ với cộng đoàn trong thánh lễ hôm nay. Kính thưa quý cụ và anh chị em thân mến, tháng 10 hay còn gọi là tháng Mân Côn, tháng mà mọi người chúng ta nô nức, nhà người người, nhà nhà xóm xóm chúng ta đều chuyên chăm lần chuỗi Mân Côn. Bởi vì nơi kinh Mân Côn chúng ta thấy được ở nơi đó có được sức mạnh có thể đẩy lùi được ma quỷ,
và nơi chàng Chúa mân côi qua mẹ Maria có thể kéo và cột chúng ta vào trong lòng thương xót của Chúa. Thành thử, đối với chúng ta, tháng mân côi đó là tháng hết sức đặc biệt cho mỗi người chúng ta là những người có lòng yêu mến mẹ. Dĩ nhiên chúng ta có những tháng khác và chúng ta có cách đặc biệt yêu mến mẹ mỗi ngày, nhưng mà đặc biệt tháng năm và đặc biệt tháng mân côi này, chúng ta có lòng yêu mến mẹ hơn cả. Cái niềm lòng yêu mến mẹ được diễn tả cho chúng ta thấy ngay cả trước khi đầu thánh lễ. Cả giáo xứ chúng ta, đoàn đoàn, người người, lớp lớp chúng ta cùng gọi là kêu Đức Mẹ, cung nghênh Đức Mẹ và cùng với mẹ tiến vào trong thánh đường để làm gì? Thưa, để cùng mẹ dâng thánh lễ tạ ơn Chúa. Điều đấy được diễn tả trong bài đọc 1 mà chúng ta được nghe, nói cho chúng ta biết là các tông đồ chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Trinh Nữ Maria. Các môn đệ là những người gọi là còn cần đến Đức Maria như thế. Phương chi chúng ta là những người Kitô hữu, là con người ở trần gian này, và đặc biệt đối với đời sống hôm nay đầy những thách đố, đầy những cám dỗ, đầy những đau thương, ấy chúng ta phải cần đến Đức Maria để cầu nguyện với chúng ta. Thành thử ra đầu lễ đó là một cái hình ảnh rất là đẹp, đoàn đoàn người người chúng ta cùng với mẹ Maria tiến vào trong thánh đường này để cùng mẹ dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho từng gia đình chúng ta cũng như cho giáo xứ chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa là bởi vì chúng ta có một người mẹ, và người mẹ này tuyệt vời hơn trên tất cả các người mẹ ở trần gian này. Chúng ta có thể nói như thánh Bonaventura: Thiên Chúa không thể nào mà tạo dựng một người mẹ, một người phụ nữ nào đẹp hơn, tốt hơn Đức Trinh Nữ Maria. Nghĩa là ở trần gian này chỉ có Đức Maria là tuyệt đối, là số một, không có thể tạo dựng hơn được nữa. Đối với Thiên Chúa, Ngài không thể tạo dựng nên một người phụ nữ nào hơn cả Đức Mẹ nữa. Mà Thiên Chúa được quyền phép vô cùng. Lời Chúa nói không có gì mà Thiên Chúa không làm được, mà Ngài lại không làm được có một người mẹ mà hơn Đức Trinh Nữ Maria. Cho nên chúng ta bày tỏ lòng yêu mến mẹ, chúng ta đến với mẹ và cùng mẹ dâng thánh lễ, đó là tâm tình giáo hội mời gọi chúng ta trong bài đọc 1. Đó là các tông đồ chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Trinh Nữ Maria. Kính thưa cộng đoàn, tại sao chúng ta phải chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Trinh Nữ Maria? Thưa là bởi vì chúng ta mang thân phận con người. Chúng ta là những người hèn yếu, đầy bận nhơ, đầy tội lỗi. Chúng ta thích chạy theo những cám dỗ của thời đại, cám dỗ của thế gian này, và đôi khi chúng ta dễ dàng sa ngã, và chỉ có nhờ mẹ mới giúp mỗi người chúng ta hướng về Chúa, định hướng lại cho chúng ta không đi lầm đường lạc lối, để rồi mỗi người chúng ta được hưởng ơn cứu độ do lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria ngang qua kỳ mân côi mà chúng ta đọc trong tháng 10 này. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta cùng nhau khẩn nguyện với Đức Trinh Nữ Maria là chúng ta phải đặt niềm tin tưởng cậy trông nơi mẹ. Vì sao mà chúng ta phải cầu nguyện tin tưởng cậy trông vào mẹ? Thưa, qua bài tin mừng chúng ta được nghe rất rõ, đó là sứ thần Gabriel chuyển tin cho Đức Maria và là mẹ là người đầy ơn phúc. Mẹ không những là người đầy ơn phúc rồi, Thiên Chúa ở cùng mẹ. Có thể chúng ta nói rằng chúng ta cũng là người có phúc. Đấy, nhìn vào cuộc đời chúng ta có phúc nhiều lắm. Nhìn vào gia đình mình hạnh phúc đủ thứ, có phúc. Rồi chúng ta cũng có Chúa ở cùng. Nhưng mà điều đặc biệt nơi Đức Trinh Nữ Maria đó là mẹ hằng làm đẹp lòng Thiên Chúa. Cái quan trọng là mẹ hằng làm đẹp lòng Thiên Chúa. Cho nên chúng ta phải chạy đến với mẹ. Mẹ không bao giờ làm gì buồn lòng Chúa, mẹ luôn luôn làm đẹp lòng Chúa. Và để chúng ta dù có Chúa ở cùng nhưng mà chúng ta cũng chưa làm đẹp lòng Thiên Chúa, cho nên chúng ta phải chạy đến với mẹ Maria. Chúng ta cùng với mẹ để dâng lâm tình cầu nguyện, để xin Chúa thanh tẩy hướng dẫn mình, để giúp chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa như Đức Maria. Rồi một khi chúng ta đã cậy trông tin tưởng chạy đến với mẹ rồi, chúng ta chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi những ai tin tưởng cậy trông vào mẹ.
Còn cũng quen cha Thomas Vũ Đình Hạo, năm 2005 ngài bị ung thư gan, bụng to lên, chân tay còn da với xương, và ngài trở về nhà quê ở Phương Lâm là chuẩn bị chết, chờ chết, và ông bà cố khóc lóc và mọi người đến làm rạp chuẩn bị hậu sự cho người. Và có người giới thiệu với ngài đi Đức Mẹ Tà Bao, và họ cho ngài một gọi là báu vật, một kỳ vật, là nơi Đức Mẹ Tà Bao đó là một cái mảnh, một cái mảnh từ tượng Đức Mẹ. Lúc đó là Đức Mẹ mới phát hiện ra, cho nên bị mẻ gì đó, người ta có cái mảnh người ta đưa cho cha cố, và cha cố ôm cái mảnh đó trong người, cứ giữ lấy, cứ khẩn cầu với Đức Mẹ Tà Bao, và ngài đã được ơn chữa khỏi bệnh. Rồi ngài đi nhận xứ khác, rồi xây nhà thờ, rồi nhận xứ khác, bây giờ ngài về hưu và ngài rất khỏe. Trong khi đó, khi ngài bị bệnh năm 2005 thì ông bà cố khóc buồn vô cùng. Cho đến bây giờ cha vẫn sống, nhưng mà ông bà cố đã ra đi 10 năm rồi. Đấy, đối với ngài đó là một phép lạ. Và ngài nói là nơi Đức Trinh Nữ Maria mình đặt niềm tin tưởng cậy trông, chính mẹ sẽ chuyển cầu cùng Chúa, và mẹ làm cho chúng ta vượt lên những cái gì mà chúng ta suy nghĩ, vượt lên những cái gì mà chúng ta mong đợi. Bởi vì mẹ đã tin rằng những gì Thiên Chúa nói cùng mẹ sẽ được thực hiện. Và với mẹ Maria, mẹ cũng xác tín rằng không có gì là Thiên Chúa không làm được. Cho nên mình cậy trông vào mẹ, mình chạy đến với mẹ, chắc chắn mẹ còn ban cho chúng ta ơn hơn là những điều chúng ta cần cầu nữa. Chuyện kể như thế này cũng vui thôi. Có hai gia đình, cái gia đình gọi là hiếm muộn, cứ có thai rồi sảy thai, khao khát có con lắm, sảy thai hết. Thì có một gia đình kia thì có 4-5 đứa con rồi, thì thấy gia đình này có con thì nhờ gia đình này khẩn cầu Đức Mẹ dùm cho. Thế là gia đình này cũng thôi để tôi cầu nguyện khấn Đức Mẹ cho, Đức Mẹ cho gia đình tôi 4-5 đứa con rồi, bây giờ tôi khấn cho gia đình anh chị. Rồi khi khấn Đức Mẹ thì hai gia đình kia con bầu thật, chuẩn bị sinh con thật. Rồi đùng một cái người khấn khám phá ra mình lại mang sinh, lại cù mang nữa, lại có bầu nữa. Đấy. Thế vậy thì chúng ta thấy không, mình có thể mình quên mình cầu nguyện cho người khác, thì Đức Mẹ nghĩ rằng mình đã quên mình cầu nguyện cho người khác, Đức Mẹ không những chỉ ban cho hai người kia mà ban cho gia đình này dù có 4-5 người con rồi. Đấy, một khi chúng ta cậy trông đến với mẹ, mẹ sẽ không bao giờ từ khước những ai chạy đến khẩn cầu mẹ, nhất là với chàng chuối kinh Minh Côi. Với chàng chuối kinh Minh Côi này, chúng ta bảo đảm chắc chắn Chúa sẽ đoái thương đến từng người, từng gia đình chúng ta, và chúng ta có thể giống như hòa với tâm tình của mẹ Maria để nói với, để mà mở miệng ra để mà ca khen chúc mừng Thiên Chúa, là Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Chúng ta phải xác định như vậy cùng với tâm tình của mẹ Maria. Rồi chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta là những người được Chúa ở cùng, nhưng mà điều quan trọng là Đấng toàn năng đã làm cho mình biết bao điều cao cả, cho mình biết bao nhiêu hạnh phúc rồi, rồi có Chúa ở cùng rồi. Điều quan trọng là chúng ta phải làm đẹp lòng Chúa như Đức Maria. Mẹ được đẹp lòng Thiên Chúa, đó mới là điều cần thiết. Vậy kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta hãy chạy đến với mẹ, chúng ta hãy quỳ dưới chân mẹ, nép mình vào bàn tay từ ái của mẹ, chính mẹ vỗ về và đụng chạm đến từng nỗi đau của chúng ta, từng những khó khăn vất vả và cả cuộc sống của chúng ta. Và với cái bàn tay vỗ về yêu thương của mẹ, chắc chắn chúng ta sẽ được, đặc biệt là ơn về thiêng liêng, nghĩa là chúng ta được bình an và được ơn chữa lành trong tâm hồn. Chúng ta tiếp tục đặt niềm tin tưởng tín thác nơi Đức Trinh Nữ Maria. Và hôm nay chúng ta không chỉ rước mẹ nơi xung quanh thánh đường này, nhưng mà chúng ta hãy rước mẹ vào trong tận tâm hồn mình, và rước mẹ về trong mái ấm của mình, trong gia đình của mình, để mỗi khi chúng ta mở miệng lần chuối Mân Côi, đó là chúng ta
sống, sống cái gì? Sống cái tin mừng về Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa, là đấng cứu độ, là đấng đem đến cho nhân loại ơn giải thoát qua chính người con của mình là Đức Giêsu Kitô đã chịu khổ nạn và phục sinh để cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy dâng tâm tình tạ ơn Chúa cùng với mẹ và hợp ý, hợp lòng với mẹ trong thánh lễ này để dâng đời sống, dâng gia đình, dâng cuộc đời của chúng ta cho Chúa để xin Chúa chúc lành cho tất cả mỗi người chúng ta. Amen. Tôi tin đến một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin đến một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn thân mến. Qua việc suy niệm và cầu nguyện bức kinh Mân Côi, mẹ Maria dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu và uốn nắn chúng ta sống các mầu nhiệm của con mẹ để chúng ta ngày càng kết hiệp mật thiết hơn với Chúa. Mừng lễ mẹ Mân Côi bổn mạng hôm nay, nhờ mẹ truyền cầu, chúng ta tạ ơn Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng cầu nguyện với kinh Mân Côi, để nhờ chiêm ngắm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô, chúng ta ngày càng tỏa rạng vẻ đẹp thân thiện của Thiên Chúa. Xin Chúa hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô,
xin cho Thượng Hội đồng Thế giới về hiệp hành, biết lắng nghe và đối thoại ở mọi cấp độ, nhờ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến những vùng ngoại vi của thế giới. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ. Xin cho phẩm giá và vai trò của người nữ được nhìn nhận và tôn trọng trong tất cả các nền văn hóa trên thế giới và luật pháp quốc gia. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta siêng năng lần hạt mân côi, để nhờ mẹ cầu bầu gia đình ngày càng thêm thánh thiện, yêu thương và hiệp nhất. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho chúng con biết đến với mẹ để được mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu là nguồn ơn cứu độ và mọi phúc lành, người hằng sống và hiến trị muôn đời. Thank you.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha còn năng chấp nhận. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thân người. Lạy Chúa, xin biết đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời con một Chúa hầu đang hướng những phúc lộc người đã hứa ban, người hằng sống và hiến trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lung, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ mừng Đức Mẹ Minh Côi, chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiêu giải vào thế gian ăn sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc cùng với các thần sốt mên đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: các đạo binh trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cao. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thân thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thăng hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết mà sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Gioan chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tội tớ Chúa là quý cha cố, quý tu sĩ, quý chức bàn giáo, quý ân nhân, mọi người giáo xứ chúng con, cùng các linh hồn chúng con cùng hiệp dân hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng chúng con nguyện dân cha cả A Sang, nước cha trị đến, ý cha thể hiện trời đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ ở chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thân y Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bí tích thân thể để tuyên xưng Đức Kitô con một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với người hầu đang được hạnh phúc cùng người sống lại vinh hiển, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Xin kính mời cộng đoàn ngồi nghe thông báo mục vụ xin. Thông báo mục vụ Chúa Nhật 27 thường niên. Một, tuần qua giáo xứ nhận từ quý vị ân nhân ủng hộ xây nhà mục vụ như sau: ông bà Chánh Thắng Kim Sơn khu Du Xe 200 triệu đồng, ông bà Chánh Hoạt khu Thăng Thiên 50 triệu đồng, ca đoàn Mai Khôi 14 triệu đồng, một gia đình ở Hoa Kỳ 1.000 đô la. Xin Chúa ban bình an và muôn phúc lành cho các gia đình và quý vị ân nhân. 2. Thứ hai ngày mùng 2 tháng 10 vừa qua, ban hành giáo họp một số nội dung, trong đó có việc cập nhật một số thay đổi trong cử hành phục vụ. Các đơn vị nhận được nội dung văn bản sắp xếp thực hiện. 3. Thứ bảy ngày mùng 7 tháng 10, lễ mẹ Mân Côi, lễ trọng bổn mạng giáo xứ và giáo họ Hào Xá. 17 giờ 15 kiệu cung nghinh Đức Mẹ, 17 giờ 30 thánh lễ, 19 giờ 15 giới hiển mẫu phụ trách giờ lành hạt và kinh khấn Đức Mẹ. 4. Thứ bảy và Chủ nhật mùng 7 và mùng 8 tháng 10, ban điều hành các khu họ đến các gia đình nhận phong thư hiệp thông xây dựng nhà mục vụ, kính mong các gia đình quảng đại cho việc chung của giáo xứ. 5. Chủ nhật ngày mùng 8 tháng 10, lúc 8:30, giáo xứ rửa tội cho trẻ em. Những ai có con em rửa tội xin có mặt đúng giờ để tập nghi thức. 6. Thứ hai ngày 19 tháng 10, giáo xứ có lễ cầu cho ông bà tổ tiên và các linh hồn tại nghĩa trang đất thánh của giáo xứ. 7. Thứ ba ngày mùng 10 tháng 10, giáo xứ đón cha Phêrô Trần Minh Trung, phó xứ Đồng Tâm hạt Ra Ray về làm phó xứ kẻ sạch. Quý tu sĩ, quý chức đi đón sẽ có mặt lúc 6 giờ, khởi hành lúc 6:15. Quý chức và khách mời ở xứ sẽ có mặt lúc 10 giờ. Quý cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện. Thứ tư ngày 11 tháng 10, 19:15, phân đoàn Đa Minh Nguyệt Hội Tĩnh Tâm và Chầu Thánh Thể. 8. Thứ sáu ngày 13 tháng 10, kỷ niệm mẹ hiện ra tại Fatima, bổn mạng hội trưởng nữ, họ Hào Xá,
11 giờ cộng đoàn lần hạt Mân Côi, 11 giờ 30 thánh lễ. Anh chị em Legio Maria phụ trách trực phụng vụ, kính mời cộng đoàn sắp xếp tham dự. 15 giờ hiệp hội lòng Chúa thương xót đọc kinh, lòng Chúa thương xót và chầu thánh thể. 9. Thứ bảy ngày 14 tháng 10, lúc 9 giờ Đức Giám mục sẽ chủ sự lễ tạ ơn tại núi Cúi, kỷ niệm 58 năm thành lập giáo phận và làm phép nhà nguyện thánh thể. Quý cha, quý đại diện tu sĩ nam nữ, chúng sinh và các thành phần dân Chúa giáo phận, cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện. Xin chân thành cảm ơn. Giờ đây kính xin cha chủ tế, cha đồng tế, thầy phó tế cùng cộng đoàn cho phép vì đại diện cộng đoàn giáo họ hảo xá chúng con có đôi lời cảm tạ. Xin kính mời ông. Trọng kính cha Đa Minh Chánh Sứ chủ tế, cha Du Xe Ninh Hướng, thầy Du Xe phó tế Bản Hương, con đại diện và thay lời cho cộng đoàn giáo họ Hào Xá xin gửi đến quý cha lời cảm tạ tri ân. Trọng kính cha Đa Minh Chánh Sứ, cha Du Xe phó sứ đã chấp thuận cũng như hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo họ chúng con được tổ chức rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi, thánh lễ mừng bổn mạng chiều nay một cách trọng thể. Mừng lễ bổn mạng giáo họ Hào Xá chúng con cùng với sự hiện diện của đồng quý cha đồng tế đã làm nên một thánh lễ hết sức long trọng, trang nghiêm và xuất sắc. Để cầu bình an trong cho cộng đoàn giáo xứ và cách riêng cho cộng đoàn giáo họ Hào Xá chúng con xin chân thành cảm tạ quý cha, nguyện ơn Thiên Chúa luôn giữ gìn, nâng đỡ và ban ơn muôn lành cho quý cha. Cộng đoàn giáo họ Hào Xá chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý gì, lòng mến thánh giá, quý cụ, quý chức, tân cựu ban hành giáo, đại diện quý giới, quý ban ngành đoàn thể và cộng đoàn giáo xứ đã cùng dâng lễ chung lời cầu nguyện cho cộng đoàn giáo họ chúng tôi cách riêng. Cảm ơn thường vụ ban hành giáo đã tạo điều kiện và giúp đỡ chúng tôi về việc tổ chức thánh lễ mừng bổn mạng của giáo họ chúng tôi diễn ra tốt đẹp mọi mặt. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn hồn xác trên quý gì, quý cụ, quý chức tân cựu và ban ơn hiệp nhất yêu thương cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Một lần nữa, cộng đoàn giáo họ chúng con chân thành cảm tạ quý cha, quý dì, quý cụ, quý chức, tân cựu và cộng đoàn giáo xứ. Sau thánh lễ cộng đoàn giáo họ Hào Xá chúng con có tổ chức tiệc mừng tại giáo xóm Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chúng con kính mời quý cha, quý dì, quý chức, tân cựu, quý các giới, các đoàn thể và quý khách mời tham dự tiệc để chia vui với cộng đoàn giáo họ Hào Xá chúng con. Chúng con rất vinh dự được đón tiếp, trân trọng kính chào. Con xin sau thánh lễ cho các cha chụp hình với ban điều hành giáo họ chúng con. Cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin được gặp cùng quý cha, quý tu sĩ, quý chức bản giáo dân cựu, quý cụ ông bà chị em, mọi người tất cả cùng trung tâm tình tạ ơn Chúa. Xin cùng chúc mừng bổn mạng của giáo xứ, bổn mạng của giáo họ, bổn mạng của một gia đội đơn vị gia đình trưởng nữ của giáo xóm Mân Côi, của hội Mân Côi, của quý dì cũng như những các bạn các chị, và một tràng pháo tay nữa nhé. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa cũng như chúc mừng giáo họ Hào Xá hôm nay buổi chiều đe dọa cơn mưa có vẻ nặng hạt đấy, nhưng mà tự nhiên thì cơn mưa được xua tan và chúng ta có một cái cuộc rước kiệu rất là trang trọng và thời tiết thuận lợi mát mẻ. Chúng ta nghe thông báo mục vụ thì xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ chúng ta ban cho ngôi nhà chung, nhà mục vụ của giáo xứ chúng ta sẽ sớm được hoàn thành tốt đẹp. Chúng ta đi được 4/5 chặng đường rồi,
mỗi một gia đình tính ra tổng chi phí là khoảng 20 triệu trên một bình quân một hộ, nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ còn có 4 triệu nữa thôi. Tự nhiên là từ giờ cho đến lúc khánh thành tháng 5 ấy, bình quân một gia đình là khoảng 4 triệu, thì cộng đoàn có người nọ người kia, có người cuộc sống Chúa ban cho dư dả hơn, có những người khó khăn hơn, nhưng mà chúng ta cùng chung tay, người nhiều người ít, bằng tất cả khả năng của mình để ngôi nhà chung của chúng ta được hoàn thành. Chúng ta cũng rướn lên một chút, vì nếu chúng ta đóng ít hơn nhiều quá đó, thì người khác gánh còng lưng, người khác gánh và các cụ gánh còng lưng, thì chúng ta cũng chia sẻ cho nhau, đắp đổi cho nhau, mỗi người chúng ta cùng chung tay để ngôi nhà sớm được hoàn thành như ý nguyện. Và sang năm 2024 là kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ, cũng như là nhân dịp và kỷ niệm mà 50 năm khánh thành nhà thờ. Hy vọng là chúng ta sẽ có một thánh lễ khánh thành nhà mục vụ vào ngày 13 tháng 5 năm 2024, cũng là kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ nữa. Thì mấy sự kiện trong một như vậy sẽ mở năm thánh, thì một năm thánh 2024 sẽ có nhiều thánh lễ để xin tòa thánh ban ơn toàn xá cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, cũng như cho tất cả những ai tham dự các cái cử hành, cũng như đặc biệt những cái thánh lễ mà chúng ta xin, để chúng ta biết ý hướng như vậy, để chúng ta tiếp tục chung tâm tình tạ ơn Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria nữ vương thánh mẫu côi bổn mạng, nhờ sự bầu cầu của thánh Giuse, chúng ta chung tay hiệp nhất hiệp lòng để chúng ta xây dựng cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn đức tin, cũng như cơ sở vật chất, không chỉ là cho chúng ta sinh hoạt được thuận lợi tốt đẹp, mà còn cho các con cháu thế hệ tương lai của chúng ta nữa. Một lần nữa chân thành cảm ơn và kính chúc. Xin cộng đoàn, xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta đảm nhận thất lạc cuối lễ. Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muôn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại, xin Ngài đoái thương ban cho chị em được nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, nhờ người anh chị em đã đang đánh nhận Đức ban sự sống. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ tại nơi đây, xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Giữa bầu trời hoa
Maria, vầng trăng trong sáng ngọc ngà. Lạy mẹ, mẹ Thiên Chúa phúc ân tràn hòa. Chúng con xin hát mừng chào kính mẹ đầy ơn phúc tòa cao hiến vinh. Với câu kinh thắm tình đoàn con dâng mẹ mẫn côi ngàn hoa tươi thơm. Đoàn con đến bên mẹ tình yêu chứa chan. Đời dương thế xin mẹ vỗ về ủi an. Lúc gian nan hoặc khi vui sướng ngập tràn, dạy con hằng tin yêu Chúa cho vẹn toàn. Chúng con xin hát mừng chào kính mẹ đầy ơn phúc tòa cao hiến vinh. Với câu kinh thắm tình đoàn con dâng mẹ mẫn côi ngàn hoa tươi.